Cô năm nay là Trương Thị Thiện, 66 tuổi, quê ở Hùng Hiệp, Hậu Giang. Ồ, Hậu Giang lên đây á cô hả? Trời, đi hôm qua nay ngủ nhà nghỉ á chú. Rồi, lên tối hôm qua luôn. Con nhỏ này nè, nó đi mẹ ơi, cô tôi đi mẹ ơi, đi gặp chú Hoàng Linh coi trời lọc thấy thương quá à, mẹ mê dữ lắm á. Vậy đi à, mẹ ơi đi sớm. Ở dưới quê có biết Quyền Linh Lê Lộc không? Trời ơi, bắt hoài tối ngày mê dữ lắm mấy chú. Mê tới giò heo á, hầm rỡ khét luôn, không còn ăn gì được. Trời ơi. Trời ơi. Hầm cái gì coi, mẹ cái gì khét á, khỏi cái gì khét. Ông và chồng nói trời ơi, tối ngày hai mẹ con mê Quyền Linh với cô Lê Lộc. Tôi nói vậy chứ không mê sao, đợt nặng tôi sắp đi đây này nè, không ông nói gì kỳ vậy. Đó. Mê đó, bữa nay mới lên gặp chú với dạ. Lê Lộc. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào chú Quyền Linh và cô Lê Lộc và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Ngô Thị Kim Chi. Em đến từ Hậu Giang sống chung với mẹ chồng. Làm dâu của mẹ cũng được 10 tháng rồi. Mới 10 tháng hả? Dạ. Nhưng mà mình năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhờ, nhìn trẻ lắm luôn á. Dạ, em mới có 23 tuổi thôi. Trời đất ơi, trẻ dữ vậy. 3 tuổi hả? Mình có em bé chưa? Dạ chưa nữa. Chưa hả? Dạ, tại vì hai vợ chồng cưới nhau được có mấy ngày rồi chồng đi làm nữa rồi. À. Chồng đi làm xa hả? Vậy là mẹ chồng mong cháu lắm nè. Mong cháu mà nó có gần đâu có cháu. Nó đi đâu? Nó bên Hàn Quốc. À, đi lao động đó hả? Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu, cô ấn tượng gì cô gái này không cô? Sao không, cũng đâu gặp đâu, con trai nó quen cái ngày đám giỗ nhà cô á. Dạ. Nó dẫn về với cái nó mẹ chịu con nhỏ này làm dâu không? Cô mới lại gần hỏi ơi mẹ chịu không, nhà bác ba nấu rượu tới năm nay nấu rượu cỡ 2 năm làm dâu bác ba nổi không? Nó ngồi nín thinh nó không nói gì chứ. Cười thôi. Nó cười thôi à. Nó không nói gì chứ. Con cô đi bển đâu cũng cả năm à. Bây giờ nó chịu con nhỏ này nè, về hai người lớn nói nhau đi, vậy là cô đi qua bên chị xui á. Nói đặng cưới đó, cưới. Cái nói vậy rồi nó đi về trong vòng nửa tháng hà, rồi cứ 7 ngày đi bển rồi. Trời. Bỏ nhà với cô. Còn nghiệp không? Bỏ nhà ngủ mình khóc nữa chứ. Trời, thấy thương. Trời ơi, nó ngủ tới 7 giờ nó chưa thức nữa. Cái tôi mới mở cửa hỏi làm gì khóc hả con? Nhớ chồng quá mẹ ơi, tôi nói nhớ chồng thì mày mở điện thoại cho mày dòm. Hả? Thì thấy chồng hết nhớ vậy. Ủa nhưng mà nhà em gần đó không? Dạ cũng gần, cách có 20 cây số thôi. À. Cái lần đầu tiên khi mà mình gặp mẹ chồng á, mình có ấn tượng điều gì không? Dạ lần đầu tiên là lúc đó là đám giỗ rồi em về đó. Lúc đó chỉ mới quen rồi cứ nghĩ là bạn thôi chứ chưa có nghĩ gì sâu sắc hết trơn á. Rồi gặp mẹ hỏi là có chịu làm dâu của mẹ không, lúc đó hết hồn, cũng chưa có chuẩn bị tinh thần rồi cũng cảm thấy mẹ hiền, dễ thương lắm, vui tính. Con dâu thấy nít quá ha, dễ thương quá cô hả? Khờ khạo, hiền lắm, hiền mẹ chồng thương lắm. Bởi vì chú Hường Linh biết làm sao không? Bởi vì thương hộp bữa nay hai mẹ chồng, bà mẹ chồng bằng dâu bằng áo vàng không? Dạ. Thì về làm dâu được không cô? Được, mà nói nợ ngay nó làm dâu thì nấu ăn này kia thì cũng bình thường thôi, cũng không được gì ngon quá. Có khi nấu nợ canh mặn đó chú biết không? Mẹ ơi mặn quá. Cái mẹ thử thôi, nó mặn thì con đổ nước lạnh vô. Mình đi một ngọt trong đường tí vô. Làm gì ăn nấy nó cũng còn khờ. Nhà cửa quét dọn chăm sóc. Nhà cửa quét dọn thì con nhỏ này nó ngủ chưa? Nó ngủ tới 7 giờ thức gì tôi 5 giờ 4 giờ gì tôi làm chứ. Cái đứng gì? Ra cái đứng đứng dòm bà chồng cười nghe. Cái nói cười gì, mẹ làm hết làm dâu hết trơn còn gì đâu cười nữa. Không biết là mình trẻ tuổi như vậy mình về làm dâu rồi, cái điều gì gây khó khăn cho mình nhất ha? Chắc chuyện bếp núc thôi, tại vì em lúc ở nhà thì em cũng không biết nấu ăn. Rồi về thì mẹ cũng dạy từ từ cho biết, giờ cũng được nấu sơ sơ thôi. Dạ hả? Cô thấy là hai mẹ con là hợp nhau điều gì nhất? Hợp nhau là điều ngủ đi siêu thị mua sắm. Chú biết không, bố mẹ đi vô đây ăn gì, hai cái đồ gà rán, gà giò, vịt gì không biết. Kêu vô hai cái đồ, biết chú biết nhiêu không? 90 ngàn. Dữ vậy đó hả? Trời ơi, thôi con ơi, mày ăn mua này ăn gì mắc chứ gì mày, thôi không có vô ăn cái này nữa nghe mày. Mẹ ăn cho biết chứ, người ta cũng thương mẹ chồng, kêu ăn cho biết. Giờ hồi đó mẹ chồng giờ đâu có vô siêu thị đâu. Dạ. Nhờ dâu ngủ đi biết đó. Em về rồi em gỗ mẹ đi siêu thị rồi đi uống trà sữa. Trà sữa rồi nữa. Nó trà sữa tôi còn biết, chưa biết trà sữa nữa đó. Trà mà con ngon. Dâu nó còn gạnh hơn tôi nữa đó. Mà cô uống cô thấy sao? Hả? Ngon lắm à. Ngon hả? Mỗi lần nó đi về mẹ nó gì nó mua cho cô ba người nhà, ba ông và chồng hộp. Bà và chồng hộp, thằng cháu chồng hộp, ba hộp.
Trời ơi, uống riết ghiền luôn hả? Ghiền luôn đó. Rồi, tôi kể chú nghe nghe rồi nó nói, mẹ ơi mẹ nhức mỏi rồi, để con dẫn mẹ đi siêu thị chỗ đằng này nè, có bách xa im lắm. Chú biết bách xa nó bự như nè, cái vô nằm cô đâu biết, hồi đó giờ đâu có biết cái chỗ bách xa đâu, vô chỗ nằm á, trời nó giận ở trên lưng như nè. Trời ơi nó giận theo im thiệt ha. Mà về nhà hả, 5 ngày chưa hết, tôi đi chích thuốc 3 ngày luôn. Trời đất ơi. Thế là thôi con ơi, mày mai mốt mày đừng có dẫn mẹ đi vô chỗ này, tao không có chịu cái chỗ này đâu, nó đấm tao quá trời luôn rồi. Nó không biết chỗ massage. Con nhỏ này nè kỳ cục thiệt. Kỳ cục quá. Cái này chắc nó giết bà và chồng hay nó thương bà và chồng không biết nó nữa. Nè bữa nào cô lên đây. Hả? Con rủ mấy bạn con dẫn cô chỗ massage êm hơn. Im không? Im. Im thì đi à. Chịu nha. Mày im đừng có quết mà đi chích thuốc không chịu à. Không có quết đâu, nó không có quết. Nhẹ nhàng lắm. Không quết làm như cá thác lát vậy. Và cái ghế đó có mấy cây nó cứ quết thế nào đúng không? Trời ơi, cái đó đó hả? Dạ. Trời mấy cây nó quết. Hô cái đó không được đâu. Không, nó quết như nó cái cây mà nó quết vô lưng mình không được. Không. Bây giờ là không có quết nữa. Không quết nữa. Massage rất dịu dàng nhẹ nhàng. Cô đi không? Hả? Về bán mấy giờ lúa lên chơi. Chơi à, không sao. Chơi. Dễ thương. Con dẫn không mẹ đi, con dâu đi dẫn đi mới biết. Dạ con dẫn mẹ đi siêu thị rồi con dẫn mẹ đi ăn mì cay nhưng mà mẹ không chịu đi. Ăn mì cay cấp độ mấy? Mì cay gì tôi có biết nhưng mì cay mà mẹ không chịu đi nên không đi. Con mua về con nấu cho mẹ ăn. Ờ, mà không. Mẹ than cay quá mẹ không ăn. Cay ăn không được đâu. Bữa nào dẫn mẹ chồng đi nhậu bữa đi. Nhậu à tôi nấu rượu 20 năm. Trời ơi thử một lần một xỉ rượu. Trời ơi. Cô nấu 20 năm luôn, nấu một ngày là 6 nồi. Mỗi cái Tết thì cô bán 400 lít rượu. Trời đất ơi. Thử uống rượu dữ không? Thử cái ghiền đó. Uống ghiền luôn hả? Ghiền đó. Bữa nào rủ con dâu uống không? Uống hả? Không biết nó có dám uống bà chồng không, uống hả? Có bao giờ hai mẹ con ngồi uống rượu với nhau chưa? Chưa. Dạ chưa. Em chưa. Sợ uống rượu lắm. Em không dám uống rượu. Không, không bia thì có 1-2 ly thôi. Trời ơi, vậy là đấu bằng mẹ chồng hả cô hả? Trời ơi, tối ngày thúc thích đi ngồi kế mẹ hỏi mày nào ngồi kế tao hoài. Mẹ ơi nhớ chồng quá. Còn thằng kia nhớ vợ quá, tao nhớ vợ nhớ chồng mấy mày ở sao. Thằng nhớ vợ, thằng nhớ chồng. Vậy cứ vợ cứ làm chi vậy? Tôi la nó. Trời á. Ngồi gần nhớ chồng quá mẹ ơi, nhớ biết làm sao giờ chú Quỳnh Linh. Dạ, thấy thương cô quá. Cô biết làm sao bây giờ. Dạ. Cũng tội nghiệp con, thương nó còn hơn con gái nữa. Dạ. Con gái cô gả trơn rồi, có con dâu út này cứ nó ở nhà thôi. Nhỏ này đưa chồng nó đi qua Hàn Quốc á. Dạ. Lúc mà cứ về 7 ngày đó ở đưa đi hai đứa nó ôm nhau khóc, cô cũng khóc luôn đó. Cô tội nghiệp con dâu. Nói chứ không có chồng ở nhà đó là hai mẹ con cũng tâm sự chia sẻ nhau đúng không? Dạ. Có ngủ chung không? Ngủ dạ chung không. Ngủ chung nó có cho ngủ chung đâu. Sao vậy? Ngủ chung cho nó buồn cho đỡ nhớ chồng, nó coi cho thôi mẹ đừng ngủ con ngủ bên con à. Vậy buồn lắm. Ờ, ngủ chung mình dễ tâm sự, mình dễ chia sẻ hơn. Nó có cho ngủ chung đâu. Mắc cỡ. Cho nó mắc cỡ. Nó không cho ngủ nhưng chung. Nhưng mà ở nhà hai mẹ con có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Dạ có cái là mẹ thì thức sớm quá à, 3-4 giờ sáng mẹ thức rồi. Còn mẹ nói em ngủ nướng. Ngủ nướng? Mấy giờ vậy mà kêu ngủ nướng? 7 giờ. 7 giờ? Nó ngủ 7 giờ. Chứ cô mong muốn là bé dậy mấy giờ? Bé ngủ cũng đừng có ngủ trưa không. Thức dậy là nhà, cửa, quét, dọn. Có khi nó ngủ cái cô lau nhà, cô quét nhà rồi hết trơn nó ra rồi. Đâu có chuyện gì làm đâu, cô làm hết. Nhiều khi khích qua người ta đi ngang, người ta hỏi ủa con dâu đâu mà sao cô quét nhà? À. Rồi cô trả lời nói dâu đi đám không có nhà. Thương cỡ đó. Thương cỡ đó luôn á. Thương cỡ nào nó ngủ chưa cỡ nấy. Con nhỏ này nè ngủ chưa, thương cỡ nào ngủ chưa càng cỡ nấy. Càng thương nó càng ngủ à. Càng thương nó càng ngủ. Nó còn dâu chứ phải con gái, tôi lấy rồi tôi dốc ngay cái đít á. Cho nó hết ngủ chưa luôn. Tối ngày cười mím mím với bà và chồng vậy đó. Hả? Bà chồng nói gì cười mím 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 vậy á. Gặp là cười, gặp là cười ha. À, vậy thương vậy nó cái chỗ đó đó chú ơi. Đúng thương rồi lắm. Chứ mặt nó nhăn nhăn là cũng bực mình lắm à. Mà không biết trong lòng có ghét mẹ chồng không, thấy nó thương lắm. Dạ không, thương không. Mẹ như mẹ ruột con vậy đó. Con dâu có giặt quần áo cho mẹ chồng không? Dạ lúc đầu thì có giặt mà con mới đi bệnh viện về mổ tay. Không về mổ tay đâu, nó mẹ giặt cho con nó, mẹ làm tất cả mọi không thứ cho nó làm đau cái vai này nè, không cho nó làm. Trời ơi cưng lắm. Con kêu mẹ để hai bữa đi rồi giặt máy giặt, mẹ nói tốn tiền điện. Giặt hai bữa là mẹ giặt tay luôn. Giặt hả? Giặt tay à. Giặt tay, nhà có máy giặt nè. Cô là 6 mấy rồi cô hả? 66 rồi chú ơi. Dạ. 66, con dâu có 20 mấy à. Trẻ, một cái sự chênh lệch rất là lớn. Nhưng ở đây thấy là toàn là mẹ chồng phục vụ con dâu không à. Mấy con nít này nó ngủ trưa lắm chú ơi.
Hai mẹ con mình có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Dạ, kỷ niệm là khi mà em ở bên chồng á, em điện về á thì em mẹ nghe điện thoại mẹ khóc quá trời, mẹ nói mẹ nhớ em. Nhớ. Đi lâu không? Mình đi lâu không? Dạ em đi có 3 tháng rồi. Ừ. Nói chứ mẹ chồng 36 tuổi có con dâu 23 tuổi, cưng không hết mà. Cưng không hết mà. Hôm nay thì chồng của con có thư từ Hàn Quốc gửi về. Wow. Đây á. Chú đọc cho con nghe nha. Anh Nhân Say Yo. Upa. Sara nghe. Quá. Cô hiểu con nói gì không? Không biết gì hết. Con nói con còn chưa hiểu mà không sao hiểu, con hiểu? Không hiểu. Thư chồng như sau: Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mình là Minh Chiến, chồng của Kim Chi và con của mẹ Thiện. Hôm nay mình biết được mẹ và vợ tham gia chương trình nên mình viết lá thư này với những lời muốn nói với mẹ và vợ. Mình với vợ cưới nhau được mấy ngày thôi, mình phải bay sang Hàn Quốc tiếp tục công việc nên mình không được ở nhà với mẹ với vợ nhiều. Thời gian đầu á, về làm dâu, nhà mình vợ còn vụng về, không biết nấu ăn, hay thức 6-7 giờ để mẹ thức sớm hơn để mẹ nấu ăn. Vợ còn nhỏ nên hay vậy thôi. Nhưng mẹ nói rồi, xong mẹ cũng không có để bụng. Mẹ thương vợ nhiều lắm đó. Qua chương trình, anh nhắn với vợ là anh đi làm xa, không ở gần em ở nhà. Ráng giữ gìn sức khỏe nha, ngoan với mẹ, để mẹ cưng chiều. Con cũng muốn nói với mẹ rằng mẹ ở nhà, nhớ lo sức khỏe nha mẹ. Mẹ đừng làm sớm để vợ con làm cho. Con bên này tranh thủ thời gian sẽ về thăm gia đình, thăm mẹ và vợ. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Anh nhớ vợ nhiều lắm đó. Thương em. Con thấy sao? Con không nghĩ chồng con viết được như vậy đâu. Tại vì chồng con suốt ngày không rồi đó, không có dâu mà khóc nha mày. Chồng con suốt ngày cứ làm thôi, ít có nói chuyện mà. Thương yêu lắm. Em cũng muốn nói với chồng em gì không? Chồng em đang xem chương trình đó. Em muốn nhắn với chồng là chồng cứ yên tâm đi làm ở xa đi. Em sẽ cố gắng ở nhà ngoan rồi phụ mẹ làm công chuyện nhà, đợi chồng về sau. Cô muốn nói con mình gì không cô? Cô nói đi cô. Thì cô nhắn nhủ con trai con thì gắng bệnh an tâm lo làm đi. Thì mẹ thì cũng thương vợ con dữ lắm. Cái chuyện gì không biết thì mẹ dạy con. Cô có muốn dặn con dâu mình gì không? Muốn nó thay đổi điều gì không? Thì mẹ dặn con gì nè. Con thức kệ, sao bây giờ con thức đi, thức con làm tiếp mẹ. Nhà cửa lau quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ thôi. Nghe? Dạ. Nghe dặn chưa? Dạ con nghe rồi. Dặn nó thì nó dạ. Mà nó dạ vậy chứ nó có mận đâu. Thì cô mận luôn. Có không? Con bị mau quên lắm. Trời mày qua mày đoạn thân tao nữa. Trời ơi con nhỏ này. Nó còn trẻ hay nó còn thua dạ nó không nổi á. Trời ơi thương quá à. Nay lên đây vui quá à. Coi dặn con dâu vậy, hứa với mẹ chồng gì đi. Dạ hứa là khi mà con tay con khỏe rồi con sẽ phụ giúp mẹ nhiều thứ trong nhà. Không bây để giờ mẹ thức sớm mẹ đừng có làm, mẹ để nó đi con thức con làm. Nó nhớ nha. nhớ nha. Nhưng mà mẹ cũng nhớ nha, mẹ đừng có làm nha. Nhớ. Ngủ tới 12 giờ luôn cho con mận. À. Mẹ chịu ngủ tới 12 giờ là mọi thứ trong nhà là con làm hết. Vậy đó.